Chào mừng các bạn đến với laptop satoshop.com. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tham khảo một trong những mẫu laptop rất được nhiều người quan tâm trong năm nay. Chúng ta đang có mặt tại cửa hàng của hệ thống laptop satoshop, một trong những phân khúc rất quan tâm trong năm nay đến từ thương hiệu HP. Xin được giới thiệu với chúng ta HP Pavilion 14 DV0008TU. Trong vài năm gần đây chúng ta thấy rằng HP rất nổi tiếng trong phân khúc văn phòng. Ở đây thì ngày hôm nay một phân khúc rất là mới của hãng cho ra mắt với cấu hình Core i5, tầm phân khúc từ 16 tới 18 triệu. Chúng ta có thể chọn một chiếc laptop rất cao cấp đến từ dòng Pavilion của họ. Thoáng nhìn thì chúng ta có thể dễ hiểu và nhận ra ngay chiếc Pavilion thông thường thiết kế một cái màu, thường thường là màu xám, màu bạc và màu vàng. Ở đây một cái form cũng khá quen thuộc, họ chỉ nâng cấp cái cấu hình lên thôi. Từ bên ngoài thì cái capo được thiết kế một cái loại, nó có pha kim loại và một phần nhựa để cho nó nhẹ cho laptop hơn. Một logo được ánh kim loại. Các cái góc cạnh cũng theo một cái hình cấu trúc là hình cạnh góc nhọn. Từ mặt sau chúng ta thấy không, những cái phát cạnh rất đẹp với dòng chữ Pavilion ở phần sau cùng. Phần đế thì rất đơn giản, nói chung cầm chiếc laptop lên nó cảm giác rất chắc chắn và lịch lãm. Tôi sẽ nói thêm về dòng Pavilion tí xíu. Tại thị trường Đông Nam Á, Châu Á chúng ta cảm thấy rằng khá nhiều dòng Pavilion. Vì phân khúc họ tạo ra phân khúc giá cả vừa phải, nó tầm từ 13 triệu đến 18 triệu. Thì sẽ có cho ngay một chiếc laptop rất mới, đời cao, nhiều option. Nó sẽ không phải là không so sánh được với lại một dòng Elitebook hay là Strictly. Đó là những phiên bản rất cao cấp, nó khác biệt. Ở đây là phục vụ danh yếu cho giới văn phòng, nhưng nó cao cấp, nó đẹp. Thì ở đây là Pavilion thiết kế ra với những cái món đồ chơi, những cấu trúc đường nét rất đẹp và nhẹ nhàng. Ở đây chúng ta thấy rằng là một cái cấu trúc 14 inch, màn hình tràn viền, Full HD. Và cái cấu trúc bản lề là trục giữa, nó sẽ gánh toàn bộ cái thân máy. Và nó có một cái điểm hay là điểm là nâng cái capo B, có nghĩa là mặt capo A và capo B. Thì khi đẩy lên thì chúng ta thấy rằng nó trường lên cái này tí xíu và giấu đi, nó tạo cái góc áp sát với nhau, là chiếc laptop trông nó đẹp hơn và lịch lãm hơn. Phần chúng ta thoáng ra là phần để cho cái máy tính nó tản nhiệt dồn gì bên đây, một sự tính toán rất là hay của các kỹ sư và được áp dụng lên rất là nhiều dòng laptop gần đây. Điểm đặc biệt nhất là cái cấu trúc những cái nút, chúng ta thấy rằng bàn phím được thiết kế nhúng một cái màu nền trùng màu rất là đẹp, nhìn nó đồng bộ. Và cái màu đen của cái những cái đường viền nó giúp cho chiếc laptop trông nó sắc sảo hơn. Hãng âm thanh mà HP hợp tác là P&O, nên là họ ưu ái cho một cái logo nằm ở đây. Hãng âm thanh này là Bang & Olufsen, đến từ Đan Mạch, rất nổi tiếng, đứng đầu thế giới hiện nay. Nên chúng ta có thể cảm nhận nó qua headphone, chúng ta sẽ nghe rõ hơn. Còn qua loa ngoài thì nó cũng tương đồng với nhau thôi, nó chỉ có loa nhỏ mà. Nơi trỏ chuột rất là thoải mái, rất là rộng rãi. Nơi để tay chuột cũng khá là thoải mái, để chúng ta có thể sử dụng thao tác một cách nói chung là khá cân đối. Từ phía hông bên tay trái chúng ta thấy rằng họ cũng đã giới hạn các cái cổng bớt, một cổng micro headphone và một cổng USB. Từ bên tay phải chúng ta thấy rằng có nhiều hơn, một cái micro SD card, một cái cổng USB-C để có thể vào ra rất là nhiều cổng sạc điện thoại luôn nhé. Một cổng USB 2.0 nữa, HDMI, và nơi là một cái nơi để cắm kim sạc. Phía sau của máy thì hệ thống tản nhiệt đơn giản. Rồi. Trong năm nay thì đây là một trong những mẫu gọi là mới, rất là mới của hãng cho ra mắt. Sự đối trọng của HP, chúng ta có thể so sánh một đối thủ nặng ký đó là Dell, thì hay cũng gọi là sấp xỉ, nói chung là hai đối thủ hàng đầu với nhau về thương hiệu và về chất lượng. Nói chung là đây là những cái sản phẩm khá hoàn hảo để chúng ta có thể chọn lựa tin tưởng cho một cái việc học hành của chúng ta khoảng vài năm, hoặc là công việc chúng ta làm khoảng 5 năm, thì những chiếc laptop cái này nó khá phù hợp. Dĩ nhiên thì do dòng mới ra, cái giá thành nó cũng chưa có được sell rất tốt. Tầm nếu bạn muốn chiếc i5 như thế này thì giá tốt nhất cũng tầm khoảng 17-18 triệu rồi.
Ở đây chúng ta thấy rằng máy có cấu hình dòng thế hệ thứ 11 Core i5-1135G7 2GB 8CPU và RAM trong máy là dòng DDR4 8GB, chúng ta có thể nâng lên 16GB. Kèm màn hình từ thế hệ thứ 11 Ri là dòng Intel Iris SE Graphics, nó sẽ là kèm màn hình onboard. Tuy nhiên chúng ta vẫn có thể cài Photoshop, AutoCAD 2D vẽ một cách nó rất là mượt mà, không cần phải lo lắng, vì đây là máy dòng đời mới nhất, nó sẽ có những cái lợi thế rất là mạnh để chúng ta có thể thoải mái test. Anh một quả thế, giả một chế chế. Trong máy nó cũng có sẵn là các cái cổng như là Bluetooth và Wi-Fi 802. Trọng lượng của máy này chỉ nặng khoảng 1,4 kg, nó rất là nhẹ. Pin của dòng máy này có thể cầm từ 3 tiếng đến 5 tiếng nếu tùy mục đích sử dụng nhé. Chúng ta thấy rằng ánh sáng của máy rất là dịu, công nghệ chống chói, tấm nền IPS nó cải thiện cho rất là nhiều cho hình ảnh của máy được hoàn hảo hơn khi chúng ta làm việc lâu dài. Nó không giống như TV, đây là chiếc laptop chúng ta ngồi ở mức độ rất là cận, cho nên là cái ánh sáng rất quan trọng. Nói chung là các cái hãng hàng đầu thế giới họ luôn luôn hỗ trợ rất tốt cho việc bảo vệ mắt, nên là các cái phân khúc về những công nghệ cao luôn luôn được ứng dụng vào trong công nghệ màn hình. Theo tôi nghĩ thì với tầm tiền 17-18 triệu, chúng ta có thể chọn chiếc laptop đứng đầu thế giới mới ra đến từ một thương hiệu hàng đầu, với những món đồ chơi cũng khá là hoàn hảo, hầu như là đầy đủ hết các yếu tố cần thiết. Một bạn có thể làm sinh viên, là có thể là đi làm nhân viên văn phòng thì nó hơi nếu mà mời sếp mà mua cho nhân viên văn phòng thì nó hơi cao cấp tí xíu. Còn nếu mà với cá nhân chúng ta nó hợp lý hơn, vì máy này nó xinh đẹp, chung là sang trọng, nó khá phù hợp với bạn trẻ có điều kiện. Ví dụ chúng ta cầm trên tay thế này rất là lịch lãm và sang. Các bạn có thể đến trực tiếp tại showroom của chúng tôi tại Laptop Satay Shop 6173 Thăng Hai, phường 8 quận 10 Hồ Chí Minh để có thể tham khảo thêm các dòng máy tương tự như thế này. Luôn luôn bảo vệ quyền lợi của khách hàng khi mua tất cả sản phẩm tại shop. Khi mua hàng thì bạn sẽ được hỗ trợ bởi các chuyên gia IT hàng đầu của chúng tôi, hỗ trợ trong việc từ khi mua hàng cho đến khi thành thạo trong việc sử dụng, cũng như là hỗ trợ trong việc các khâu kỹ thuật. Và sau này khi hết thời hạn bảo hành thì chúng tôi vẫn có trách nhiệm hỗ trợ giúp đỡ các bạn khi cần thiết nhé. Chúng ta có thể đến trực tiếp tại shop theo địa chỉ 617 đường 3 tháng 2, phường 8, quận 10, Hồ Chí Minh để xem và tham khảo và trải nghiệm các ứng dụng trực tiếp tại nơi này. Chúng ta có thể mua trả góp với lãi suất 0% bằng cách sử dụng thẻ tín dụng. Ngoài ra thì bạn có thể thanh toán bằng thẻ, tất cả các loại thẻ ngân hàng từ Việt Nam cho đến nước ngoài, ví dụ như Visa hay Master. Nếu như các bạn ở xa hơn mà không có điều kiện đến shop được, vẫn có thể mua hàng online khi các bạn đặt hàng tại website chúng tôi, hoặc là gọi qua hotline của chúng tôi, đó là 090 33 44 188, hoặc là 0908 115 124 để được hỗ trợ tốt nhất. Tôi rất mong được gặp lại bạn vào một ngày không xa. Xin chúc bạn có nhiều sức khỏe và gặt hái nhiều thành công trong tương lai. Xin cảm ơn.